thành phố tổ chức đợt tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế trong thực hiện các thủ tục hành chính về thuế. Thiết thực chính sách tín dụng ưu đãi về cho vay giải quyết việc làm. Nhiều mô hình hiệu quả góp phần nâng cao nhận thức, ý thức về xây dựng gia đình hạnh phúc. Đó là những thông tin chính trong bản tin Hải Phòng hôm nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, từ ngày 25 tháng 3 tới, nhiều chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư vào khu công nghệ cao sẽ góp phần khuyến khích các tổ chức, cá nhân có đủ kinh nghiệm, năng lực tham gia đầu tư vào lĩnh vực này. Các dự án đầu tư vào hoạt động tại khu công nghệ cao được ưu tiên tham gia chương trình hỗ trợ đào tạo, tuyển dụng lao động, hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, phát triển công nghệ cao trong nông nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa, khởi nghiệp sáng tạo, hỗ trợ vốn vay và các chương trình hỗ trợ khác của chính phủ, các bộ, ngành, địa phương. Ngoài ra, về cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật, nghị định quy định nhà nước khuyến khích các tổ chức cá nhân có đủ kinh nghiệm, năng lực tham gia đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghệ cao. Theo dự báo của các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu, trong phiên điều chỉnh tới, thứ Năm ngày 21 tháng 3, cùng với diễn biến tăng của giá dầu thế giới, giá xăng dầu trong nước cũng tăng theo. Trong đó, giá xăng RON 95 và E5 RON 92 dự báo tăng khá mạnh, hơn 400 đồng trên một lít. Giá dầu DO dự báo tăng 250 đồng trên một lít. Dự báo nêu trên chưa tính đến việc Liên Bộ Công Thương, Tài chính, trích lập hoặc chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu. Trước đó, theo điều hành của Liên Bộ Công Thương, Tài chính, ngày 14 tháng 3, giá xăng RON 953 loại phổ biến trên thị trường giảm 10 đồng về 23.540 đồng trên một lít, xăng E5 RON 92 hạ 20 đồng còn 22.490 đồng trên một lít. Trong khi đó, các mặt hàng dầu lại đồng loạt tăng. Dầu diesel có giá 20.540 đồng trên một lít, tăng 70 đồng trên một lít. Dầu hỏa có mức giá mới là 20.700 đồng, tăng 100 đồng trên một lít. Dầu mazut tăng 300 đồng. Có giá mới là 15.430 đồng trên 1 kg. Như vậy, từ ngày 4 tháng 1 đến nay, giá xăng và dầu diesel có 6 lần tăng, 4 lần giảm. Thị trường bất động sản được đánh giá là có dấu hiệu ấm dần lên trong năm nay. Để đón đầu làn sóng mới, các doanh nghiệp bất động sản của thành phố đã nỗ lực ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh. Chỉ cần gõ từ khóa bất động sản trên App Store hay Google Play, hàng loạt ứng dụng về bất động sản xuất hiện với đa dạng loại hình, từ cho thuê, mua bán nhà đất, hỗ trợ đăng tin đến kiến thức, pháp luật bất động sản. Theo nhận định của Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Hải Phòng, để thực hiện chuyển đổi số thành công, doanh nghiệp bất động sản Hải Phòng cần xây dựng và thực thi chiến lược, mô hình kinh doanh phù hợp, nghiên cứu, tính toán phương án đầu tư công nghệ thông tin và tích hợp đa dạng các kênh phân phối. Từ đó, doanh nghiệp thay đổi mô thức tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực số, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp và quản lý rủi ro công nghệ thông tin. Ngoài ra, doanh nghiệp cần xây dựng, quản lý, khai thác và phân tích cơ sở dữ liệu, tham gia xây dựng khuôn khổ pháp lý, hỗ trợ nâng cao kiến thức, nhận thức của khách hàng và cơ quan quản lý về chuyển đổi số. Theo quy định luật quản lý thuế, thời điểm tháng 3 và tháng 4 hàng năm, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ nộp hồ sơ quyết toán thuế của năm liền kề trước đó. Để chuẩn bị cho kỳ quyết toán thuế năm 2023, thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thuế, Cục Thuế thành phố tổ chức đợt tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế trong thực hiện các thủ tục hành chính về thuế. Để doanh nghiệp, người nộp thuế thuận tiện tiếp cận thông tin, ngành thuế thành phố tổ chức hỗ trợ bằng nhiều phương thức khác nhau như trực tiếp tại cơ quan thuế, trực tuyến qua mạng Internet, qua các nội dung hỗ trợ, clip hướng dẫn quyết toán thuế đăng tải trên trang thông tin điện tử, Zalo, Facebook, YouTube của Cục Thuế. Lãnh đạo Cục Thuế yêu cầu các phòng, chi cục thuế triển khai tháng hỗ trợ quyết toán thuế năm 2023, bảo đảm chất lượng, hiệu quả cao. Các đơn vị thực hiện hỗ trợ tuyên truyền theo nhiều hình thức, hướng dẫn người nộp thuế tận tình, đúng thời gian quyết toán thuế theo quy định, giải quyết nhanh gọn, kịp thời, tiết kiệm thời gian của người nộp thuế trong thực hiện các thủ tục hành chính thuế. Xác định chính sách tín dụng ưu đãi về cho vay giải quyết việc làm là một trong những chương trình thiết thực góp phần đẩy nhanh quá trình giảm nghèo. Những năm qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội Hải Phòng đã hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có điều kiện khởi nghiệp, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập. Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội quận chủ động phối hợp với Ủy ban Nhân dân các phường, tổ chức hội đoàn thể nhận ủy thác tăng cường công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin về những quy định mới để người dân dễ dàng tiếp cận vốn vay.
Đồng thời hàng năm, căn cứ vào nhu cầu nguồn vốn tín dụng từ cấp trên giao, đẩy nhanh việc thu hồi các khoản vay đến hạn để tổ chức giải ngân vốn đến các đối tượng có nhu cầu vay vốn. Từ nguồn vốn cho vay đã hỗ trợ tạo việc làm, tạo điều kiện cho các hộ gia đình thiếu vốn sản xuất có thêm kinh phí đầu tư phát triển kinh tế. Hiện tại thì Ngân hàng Chính sách quận Lê Chân đang triển khai 8 chương trình tín dụng. Trong đó là chương trình cho vay giải quyết việc làm có chiếm tỷ trọng vốn là 44% trên tổng dư nợ trên toàn địa bàn quận. Gia đình tôi đã được vay Ngân hàng Chính sách được một số vốn nên là cũng nhờ số vốn đó mà cũng đã mở được cái cửa hàng sửa chữa và buôn bán xe đạp điện. Thế và cũng nhờ cái số vốn đó mà kinh tế gia đình cũng được cải thiện. Chương trình tín dụng chính sách cho vay hỗ trợ tạo việc làm được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội quận Lê Chân thực hiện chủ yếu thông qua hoạt động ủy thác với các tổ chức chính trị xã hội. Hiện nay mức cho vay tối đa đối với hộ sản xuất là 100 triệu đồng. Công tác kiểm tra thẩm định được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả. Cho vay giải quyết việc làm là chương trình nhằm tạo việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp trong xã hội. Chương trình có tác động tích cực đến việc thu hút lao động, chuyển dần lao động thuần túy có mức thu nhập thấp sang các ngành nghề có thu nhập cao, ổn định cuộc sống, vươn lên làm giàu. Nhờ tiếp cận và sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay, nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh và nhiều hộ gia đình đã thay đổi thói quen, mạnh dạn đầu tư, cải thiện thu nhập, giảm tỷ lệ thất nghiệp, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương, bảo đảm an sinh xã hội. Nhằm giữ gìn những giá trị tốt đẹp của gia đình và hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, thời gian qua, các cấp ngành, địa phương đã triển khai các mô hình thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức về xây dựng gia đình hạnh phúc, thực hiện luật bình đẳng giới và luật phòng chống bạo lực gia đình. Một trong số đó là mô hình gia đình 5 có, 3 sạch do Hội Phụ nữ các cấp phát động. Là một nữ doanh nhân bận rộn, chị Đào Thanh Dung luôn cố gắng cân đối, sắp xếp thời gian hợp lý cho công việc và gia đình. Những phút giải lao ít ỏi, chị Dung dành để đi chợ online, mua sắm những đồ dùng hay thực phẩm cần thiết cho cả nhà. Thấu hiểu và chia sẻ với công việc của vợ, chồng của chị Thanh Dung là anh Đỗ Công Hoan, luôn tích cực hỗ trợ vợ những công việc nhà và chăm lo cho các con mỗi khi anh trở về nhà. Bí quyết để giữ gìn tổ ấm hạnh phúc thì bản thân phụ nữ và nam giới đều phải nêu cao trách nhiệm của mình và cần có những sân chơi, hoạt động gắn kết giữa các thành viên một cách thường xuyên. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, hỗ trợ các gia đình trẻ kiến thức kỹ năng xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ văn minh cũng đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Song hành với các hoạt động tuyên truyền, tập huấn, hỗ trợ nâng cao kiến thức kỹ năng, Hội Phụ nữ các cấp tích cực xây dựng và phát triển mô hình thực tiễn tại cơ sở. Nổi bật nhất là mô hình gia đình 5 có 3 sạch. Mô hình này là cái sân chơi bổ ích lành mạnh để kết nối cái tinh thần đoàn kết của chị em phụ nữ cũng như là gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương để chị em phát huy tiềm năng thế mạnh của mình để góp phần chung tay thực hiện xây dựng gia đình hạnh phúc ấm no. Từ năm 2023, mô hình 5 có 3 sạch được chỉ đạo xây dựng và nhân rộng trong cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước với những tiêu chí thiết thực phù hợp hơn cho sự phát triển của gia đình hiện đại, xã hội hiện đại, gắn kết hơn các thành viên trong mỗi gia đình, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức về xây dựng gia đình hạnh phúc. Hiện nay, chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế chủ yếu được thanh toán khi bệnh nhân hoàn thành đợt khám, điều trị tại các cơ sở y tế. Tuy nhiên, hiện có 5 trường hợp được thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại cơ quan bảo hiểm xã hội, bao gồm khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh, không ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh không trình đủ thủ tục quy định tại Điều 28 Luật Bảo hiểm y tế, người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở. Trường hợp dữ liệu thẻ bảo hiểm y tế không được cung cấp hoặc cung cấp không chính xác về thông tin thẻ bảo hiểm y tế. Trường hợp người bệnh không xuất trình được thẻ bảo hiểm y tế trước khi ra viện, chuyển viện trong ngày do tình trạng cấp cứu, mất ý thức hoặc tử vong hoặc bị mất thẻ nhưng chưa được cấp lại. Dragon Ocean Đồ Sơn vinh dự nhận giải thưởng top 10 khu nghỉ dưỡng tốt nhất năm 2023 tại lễ vinh danh thương hiệu bất động sản dẫn đầu năm 2023-2024. Đây là năm thứ 2 khu du lịch quốc tế đồi rồng Dragon Ocean Đồ Sơn vinh dự nhận giải thưởng của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam.
Lễ vinh danh thương hiệu bất động sản dẫn đầu năm 2023-2024 là giải thưởng do tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam và Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam tổ chức nhằm tôn vinh các thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ bất động sản có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển bền vững và minh bạch của thị trường bất động sản Việt Nam. Lễ vinh danh là kết quả chương trình bình chọn thương hiệu dẫn đầu từ các độc giả trên hệ thống realtime.vn và hội đồng bình chọn trực tiếp, độc lập, khách quan, bao gồm các nhà báo, chuyên gia kinh tế, luật, quy hoạch, kiến trúc, xây dựng, bất động sản uy tín. Quý vị có thể xem lại bản tin tại địa chỉ website thhb.vn của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.